Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2024 cho người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, được lộc bề trên mà ăn nên, làm ra tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, đón xuân năm mới, vạn sự cát lành. Chấn động giới tiên tri hé lộ, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đón xuân mới, được các tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ, thần tài hộ giá, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng, bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh. Cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải oằn mình gánh chịu thêm việc suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ tới đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Tuy nhiên đang cơn bĩ cực, thì con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bất ngờ được thần tài tìm tới ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Đúng tháng 1 âm lịch tới đây, tháng đầu tiên của năm mới 2024 Giáp Thìn, phúc tinh lộc tinh hội tụ, giúp tuổi này rửa sạch vận xui, cuộc đời sang trang mới, đánh đâu thắng đấy, ôm tiền tỷ nhét chật két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình con giáp này sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng đầu năm mới này, tại sao họ lại may mắn tới vậy? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video luận giải dưới đây của Minh Đường Tử Vi quý vị nhé. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ có ngày mình già đi, người ta nói nuôi con để dưỡng tuổi già, nhưng khi ngày đó đến rồi bạn mới nhận ra mình mới là người quan trọng nhất. Những người hay đặt hy vọng của họ vào người khác không phải là khôn ngoan, mỗi chúng ta cần phải học cách để lại cho mình một con đường, để phòng khi bị người khác bỏ rơi. Học cách tiết kiệm tiền, đôi khi chúng ta mải mê kiếm tiền, tiêu tiền mà không biết cách tiết kiệm, kiếm tiền là kỹ năng mà người lớn nào cũng phải có, vì chỉ khi học được cách tự lập, bạn mới được người khác tôn trọng. Nếu không biết cách kiếm tiền sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên eo hẹp, nhưng khi có tiền, chúng ta không thể tiêu xài hoang phí, chỉ nên tiêu tiền vào những việc cần thiết, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nếu bạn muốn sống tốt cho những năm tháng sau này, bạn phải học cách tích cực tiết kiệm tiền, vì lúc này sự tự tin của bạn đến từ số tiền tiết kiệm được trong tay. Không nên có tâm lý nuôi con để đề phòng tuổi già, bởi vì chúng ta cũng không thể đoán trước được tương lai của con cái mình, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Một người biết cách tiết kiệm tiền là một người thông minh thực sự, bởi vì anh ta hiểu rằng tốt hơn dựa vào chính mình thay vì dựa vào người khác. Giảm bớt các mối quan hệ xã hội, tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta gặp vấn đề, như vậy sẽ gây ra những áp lực ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, đặc biệt sau khi bạn đến một độ tuổi nhất định và muốn phục hồi trạng thái trước đây, đó cũng là một điều rất khó khăn. Lúc này, thể chất của chúng ta sẽ trở nên tương đối kém, vì vậy chúng ta phải học cách giảm bớt những mối quan hệ xã hội không cần thiết hay những trò giải trí vô bổ, hãy chọn cho mình cuộc sống giản dị, thanh tao và cảm nhận được tuổi già đang đến gần. Cơ thể khỏe mạnh là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống hiện thực, không có sức khỏe thì dù bạn có bao nhiêu của cải cũng trở nên vô dụng, không gây rắc rối cho những người xung quanh.
Con người sống cần có sự giao tiếp lẫn nhau, nhưng không ai thích bạn gây rắc rối cho họ cả. Giao tiếp giữa con người trong xã hội sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và thế giới quan của mình. Tuy nhiên, có những mối quan hệ khá phức tạp, bạn hãy tránh tiếp xúc hoặc nên lựa chọn cho mình những người bạn tốt để chia sẻ kiến thức và kỹ năng sống hơn là các mối quan hệ không rõ ràng và không cần thiết. Nếu chúng ta mù quáng làm phiền người khác rồi mắc nợ người khác, trên thực tế, cuối cùng, chúng ta sẽ tự làm mình xấu hổ. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác mới có thể tự lập, bạn có thể nợ người khác bất kể thứ gì, nhưng đừng nợ người khác ân huệ bởi vì bạn không thể trả lại họ. Con người sống trong xã hội này, ai cũng muốn có được cuộc sống thoải mái sung túc hơn, do đó chúng ta cố gắng tránh làm phiền người khác càng nhiều càng tốt. Đó cũng là một phẩm chất của cuộc sống, mỗi chúng ta phải sống vui vẻ, không gây phiền hà cho người khác và không tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Như Lê Tô tôi đã từng nói, hãy làm những gì bạn có thể làm mà không làm phiền đến người khác. Về cuộc sống lý tưởng tuổi già chắc hẳn ai cũng có kỳ vọng. Thực ra hạnh phúc của mỗi người đều do chính mình tạo ra. Chỉ cần bạn không gây phiền phức cho con cái, cơ thể bạn có thể khỏe mạnh và cuộc sống của bạn có thể hạnh phúc. Trên thực tế, cuộc sống của một người phụ thuộc vào tâm lý của chính mình. Nếu bạn chuẩn bị cho mình một thân thể khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng, thì tuổi già sẽ không là vấn đề đáng lo ngại. Chất lượng của cuộc sống được dựa trên hạnh phúc và hòa thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cân bằng cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hài hòa và tươi đẹp hơn. Trên thực tế, đối với tất cả những điều này, chúng tôi không có một tiêu chuẩn cố định, không cần phải so sánh với người khác, bởi vì khi bạn so sánh quá nhiều, bạn sẽ chỉ nhận lấy nỗi đau. Giữa con người với nhau nhất định phải tồn tại một khoảng cách nào đó, nhưng cuộc sống là của chính mình, chỉ cần chúng ta sống tốt cuộc sống của chính mình là được. Việc của người khác không liên quan gì đến mình, cũng không cần quá quan tâm, chỉ cần tĩnh tâm lại và buông bỏ những thứ không cần thiết trong tâm thì chúng ta đã nắm chắc cuộc sống trong tay mình rồi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Với sự nhiệt tình cùng lòng đam mê học hỏi, những người tuổi Dậu luôn tò mò tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình, họ hy vọng được thử nghiệm những thứ mới lạ ít nhất một lần trong đời. Và đúng là họ luôn có được những trải nghiệm với niềm yêu thích, hân hoan nhất định, thậm chí việc được giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp cũng mang lại niềm vui cho họ. Những người sinh vào năm này luôn sống thành thật với người khác, thậm chí họ không biết rằng những lời thẳng thắn của mình gây ra những tổn thương. Họ thậm chí không ngại nhấn mạnh các quan điểm riêng của mình, bất chấp suy nghĩ của bất cứ ai có như thế nào đi chăng nữa. Với tính cách tuổi Dậu, không có từ lười biếng trong từ điển của họ. Những người này sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho cả ngày dài nằm trên giường mà không làm gì cả. Họ luôn muốn được hoạt động vì điều đó mới mang lại niềm vui. Họ thích được khám phá những vùng đất mới, kỳ lạ. Nếu cần đối tác đi cùng đừng quên gọi điện ngay cho người tuổi Dậu nhé. Họ thích dành thời gian cho bạn bè của mình với những bữa tiệc tối vui vẻ, hân hoan bên nhau. Đa tài, giàu nghị lực là ưu điểm dễ nhận thấy nhất ở những người tuổi Dậu. Chúng ta không thể dựa vào một việc họ làm mà đánh giá được hết tài năng của họ. Họ có thể thử sức mình ở bất cứ lĩnh vực nào và theo đuổi rất nhiều ngành nghề khác nhau như bác sĩ, nhà công, họa sĩ, thợ thủ công, đầu bếp. Tuy nhiên, với bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ của mình, lĩnh vực nghệ thuật sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt đến thành công và trở nên nổi tiếng. Nhược điểm của họ là bảo thủ, thiếu chín chắn. Chính vì vậy, họ rất dễ mắc phải sai lầm trong sự nghiệp khi không có kế hoạch cụ thể. Khó khăn mà họ hay gặp phải là sự đố kỵ của đồng nghiệp. Những sự cạnh tranh trong công việc sẽ khiến cho người tuổi Dậu cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường. Họ nên tỉnh táo và nắm bắt thật tốt mọi việc để tránh bị kẻ khác phá hoại làm tổn hại tới sự nghiệp. Nếu làm chủ, họ sẽ thực hiện rất tốt vai trò của mình. Nếu là nhân viên, họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải trở ngại lớn. Với tài năng nổi bật của mình, họ cần được giúp đỡ để đạt được những thành tích lớn trong công việc. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Kỷ Dậu đón tháng đầu xuân năm mới với tinh thần hân hoan khi vạn sự cát lành. Nhiều tin mừng ập đến, đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành, công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vận quý nhân, đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Trong tháng có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài,
thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên sau khi tuổi Kỷ Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia. Tâm lý cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm trúc trắc, bất ổn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 1 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 âm lịch này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vẫn quý nhân của bạn khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà con giáp này đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo, độc đáo của bản mệnh. Cát khí lan tràn, rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới, khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Đầu xuôi đuôi lọt, ngay tháng đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến như vậy, hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình hung tinh tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm, dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Kỷ Dậu trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá, làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách, ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân. Những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh, quý nhân giúp bạn thêm phần minh mẫn và tỉnh táo. Cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Để kích hoạt vận khí cát lành thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Kỷ Dậu có thể ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật. Trên bàn làm việc, bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để mong cầu sự thuận lợi suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Xét phương diện tài lộc tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 1 âm lịch. Xét về tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng Bính dần duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại, nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hốt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, tháng này kiếp tài chiếu mệnh, nên tuổi Kỷ Dậu càng khó giữ tiền trong tay, con giáp này chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm. Có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Với người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi, điều này khiến mệnh chủ vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song bạn đừng vì tham mà thâm, bởi khi thứ tài không có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Tháng có nhiều hung tinh hao tài xuất hiện như tháng này, chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi. Bạn tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra, có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc gặp cửu tử chủ may mắn, cát lành, đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tại đây bạn có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Xét phương diện tình duyên tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tháng 1 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Kỷ Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình, không khí gia đình luôn đầm ấm. Hạnh phúc tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc. Năm mới với những dự định và kế hoạch mới, hứa hẹn nhiều thành công bất ngờ, tháng đế vượng rất tốt cho đường tình duyên của người độc thân. Đào hoa khởi sắc, con giáp này có thể sẽ có được nhiều mối nhân duyên tốt, chuyện vui không còn xa nữa. Bạn có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Còn với người đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với đối phương, tâm lý cả thèm chóng chán,
yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm trúc trắc, bất ổn. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên xuất hiện ở hướng chính bắc, đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng. Bạn có thể thường xuyên đặt lọ hoa tươi tại đây và chăm thay nước, cắt tỉa cành héo để tăng cường cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Từ đó người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi dù có mâu thuẫn cũng sẽ sớm được hóa giải. Xét phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tháng 1 âm lịch. Phương diện sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu gặp ngũ hành xung khắc nên có dấu hiệu giảm sút, dễ mắc bệnh vặt do thời tiết. Tháng đầu xuân năm mới, bản mệnh nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe được ổn định lâu dài. Ngoài ra, sự xung chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, chảy máu. Do đó, tuổi Kỷ Dậu cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa. Xem phi tinh tháng, nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào phương Tây Nam trong tháng này, tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cả gia đình, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tiên của tháng 1 âm này người tuổi Kỷ Dậu có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi. Đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương thăng chức cũng khá lớn. Ấn quan kết hợp, người tuổi Kỷ Dậu có thể được quý nhân trợ mệnh, vượt qua được những trở ngại phía trước, có thể nói. Con đường sự nghiệp của con giáp này trong tuần đầu tháng này rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bản mệnh chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của bản mệnh lại không được tốt như vậy, khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bản mệnh cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước, đặc biệt, vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bậc vào dịp cuối tuần. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay, thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Trong tuần 2 này, người tuổi Kỷ Dậu có vận trình khá khởi sắc, đường tình duyên được các tinh thiên diêu trợ mệnh, đào hoa rực rỡ, báo hiệu một tuần với những niềm vui và hạnh phúc ngập tràn, các cặp đôi dành cho nhau nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Người độc thân có thể sẽ làm quen với nhiều người khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc, làm quen với mọi người. Đây là cơ hội để bạn tìm cho mình một người ưng ý để nên duyên hạnh phúc, áp dụng theo những mẹo phong thủy tăng vận đào hoa này để sớm tìm được một nửa cho mình nhé. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ với người khác phái, nên có khoảng cách thích hợp để không gây ra hiểu lầm hay thị phi, ảnh hưởng xấu đến thanh danh của bản thân. Đầu tuần là dịp bản mệnh thu tiền bạc vào túi khi được thực thần che chở, nhất là người làm ăn nhận được nhiều tín hiệu cho thấy thời cơ phát tài không còn xa nữa. Bản mệnh cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, vận trình dần giảm sút khi đến giữa tuần, cần chú ý để không vướng họa phá tài. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải một số rắc rối trong công việc vào đầu tuần khi phạm phải những lỗi lầm không đáng có. Song vốn là người có trách nhiệm nên bản mệnh dần khắc phục được những sai phạm của mình bằng chính những thành công mà tuổi Kỷ Dậu gặt hái được vào cuối tuần. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Trong tử vi tuần mới này, người tuổi Kỷ Dậu gặp được những điều may mắn trong chuyện công việc khi có tả phù cát tinh ở bên, trợ giúp cho bản mệnh qua khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời điểm từ giữa tuần trở đi, bởi đầu tuần bản mệnh sẽ phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Thương quan cảnh báo, nếu bản mệnh không tập trung hơn trong công việc thì dễ gặp phải những sai lầm gây ra hậu quả khôn lường. Giờ nào làm việc nấy là điều mà tuổi Kỷ Dậu nên tâm niệm trong lòng, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thực thần cho thấy, bản mệnh đang có những cơ hội phát tài lớn, song cần phải thận trọng lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Nếu không sẽ bị kiếp tài lật ngược ván cờ và khiến cho bao công sức của bạn trước đó thành công cốc, tiền bạc đội nón ra đi. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bản mệnh cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những giông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Kỷ Dậu có được khá nhiều ưu thế trong tuần cuối cùng của tháng 1 âm này, đường tình duyên suôn sẻ thuận lợi.
người yêu thương nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao gian nan khó khăn trước mắt cũng chẳng thể làm sờn lòng những trái tim yêu. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe là điều mà con giáp này cần phải quan tâm. Bạch hổ hung tinh cảnh báo về những tai họa có thể bất ngờ xảy ra. Tốt nhất khi đi ra đường, tham gia giao thông, bản mệnh nên thận trọng giữ mình, cố gắng hạn chế ra đường một mình khi đã quá khuya. Đường tài lộc vô cùng hanh thông, tuổi Kỷ Dậu chẳng cần phải lo lắng chuyện thu chẳng đủ bù chi, bởi đây là thời điểm phát tài của bạn. Tử vi 12 con giáp cho thấy thực thần ở bên cho tài lộc ào ào đổ về nhà, bản mệnh chỉ cần tập trung vào công việc của mình là có thể đạt được những mục tiêu đúng như mong đợi. Riêng về công việc thì bản mệnh cần phải có định hướng cho riêng mình, không thể thụ động làm theo lời người khác mãi được. Nếu không, thương quan sẽ khiến cho bạn đánh mất đi khá nhiều cơ hội khi đánh mất đi sự sáng suốt trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Kỷ Dậu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Giáp Thìn 1964, khá, Tân Sửu 1961, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Đinh Dậu 1957, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Mùi 1955, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu, Quý Mùi 2003, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu. Bản mệnh Kỷ Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ,
không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống của người biết đủ. Một vị thiên sứ trên đường đi truyền tin đã tranh thủ chợp mắt ở một nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó thiên sứ vừa lạnh vừa đói, vì không còn sức mạnh, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ nên cho mượn quần áo và đồ ăn. Anh không quên yêu cầu, việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh nên hiểu rằng tôi không thể cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được. Nếu anh định ở lại đây lâu thì anh phải làm việc giúp tôi. Thiên sứ đồng ý và ngày ngày chăn cừu, trải lông và anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng và kết thành một đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh có lại được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh, vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong, anh đã có thêm 100 con cừu, thế nhưng sau một thời gian vất vả chăm nom, số cừu quá lớn, anh lại hỏi xin thiên sứ, xin anh hãy lấy cừu của anh về đi. Tôi giờ cần một ngôi nhà, ngay lập tức, anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh ta lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa, tôi muốn có một con ngựa, nhưng đến khi có ngựa anh lại chẳng biết nên đi đâu, khi anh đã quen cuộc sống chăn cừu của mình ở đây. Người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao, tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt. Người chăn cừu nói, tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì nữa. Quý vị thân mến, người chăn cừu đơn giản là đại diện cho mỗi chúng ta, kẻ luôn có tâm ham muốn từ thứ này tới thứ khác, vì nghĩ rằng có chúng mình sẽ giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi đạt được điều mình muốn rồi, ta lại cảm thấy chán và bắt đầu lại muốn điều khác, và dường như việc này không ngừng nghỉ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng mình. Điều này cũng tương tự như tâm lý của những đứa trẻ con, khi nhận được món đồ chơi chúng thích thì chỉ chơi được một lúc chúng lại vòi vĩnh món đồ khác. Vì thế, biết đủ là gia tài lớn nhất, vì nếu không thân ta cứ tất bật mà lòng cứ mãi lo toan, mong cầu thì làm sao có được hạnh phúc giữa biển trời những ham muốn này chứ? Danh lợi là vô biên, nhưng chớp mắt một cái mọi thứ cũng có thể tan như khói mây. Nếu ta cứ mãi quay cuồng trong đó thì bao giờ cho hết khổ. Vì thế, chỉ khi ta biết đủ, thân tâm mới mãi rạng ngời, có những hạnh phúc thật giản dị, nên đừng để mãi đến khi phải đối diện với sinh tử, ta mới hiểu ra biết đủ là gia tài lớn nhất. Tại thời điểm đó, danh lợi phú quý đều trở thành vô nghĩa cả. Điều đó không có nghĩa là ta không cần theo đuổi chúng, mà phải biết theo đuổi cũng phải biết lường sức, biết vừa đủ. Ví dụ người khác 5 năm thành công, ta chậm hơn thì 10 năm, 15 năm, điều quan trọng là bản thân ta phát triển lên từng ngày. Đừng làm việc gì quá sức rồi chỉ chìm trong mỏi mệt, chán nản rồi bỏ cuộc trong khi cái đích còn ở quá xa ta. Biết đủ rồi, ta mới đủ an lòng, đủ bình tĩnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi, mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên. Biết đủ rồi, mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều đó, ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên trong tâm mình và chiến thắng bản thân. Cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận, thay vào đó hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành. Có như vậy, mới khiến cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Hầu hết chúng ta sống trong phúc mà không biết phúc, chỉ ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta. Nguyên nhân cũng vì đứng núi này trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên. Tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái biết đủ. Thường tự cảm thấy an vui, không biết đủ là tự hại chính mình. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình,
phiền não thường khởi đầu từ so sánh. Hạnh phúc vốn không khó, điều khó là ở cặp mắt có nhận ra hạnh phúc hay không. Những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi trong cuộc đời này, nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc? Kỳ thực hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên, hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình, chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Người xưa nói người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được nhưng cũng lại không muốn nhả ra, rốt cuộc là tự hành hạ chính mình. Khi chưa đạt được điều mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc thường không phải là thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình. Tâm trạng xấu không chỉ làm giảm mất hình tượng của tự mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tín tâm của mình. Con người điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ, vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì, lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản, mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo. Nhà có rộng lớn thênh thang thì đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, đồ ăn đồ uống có nhiều đến cỡ nào thì ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa. Con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ, giảm thiểu dục vọng, thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên bạn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.